Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây phần khay SIM của điện thoại Alcatel K10000 Pro Max được đặt ở phía hông máy, hàn chết cái bảng main của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của điện thoại Alcatel K10000 Pro Max, lỗi hỏng, không nhận SIM, nhận SIM lúc được lúc không, chập chờn, cần một địa chỉ thay mới khay SIM, sửa lỗi hỏng khay SIM, không nhận SIM trên điện thoại Alcatel K10000 Pro Max. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ ở di động khoa cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Đối khách hàng ở xa có nhu cầu mua mới khay SIM cho điện thoại Alcatel K10000 Pro Max, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua, vui lòng đặt hàng tại website di động khoa cấp.vn, chúng tôi tiến hành ship đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền như bưu điện, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động khoa cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Alcatel K10000 Pro Max hàng đầu hiện nay.